Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo phe bít tông máy cưa và gắn phe bít tông máy cưa. Đầu tiên, chúng ta muốn tháo được phe của bít tông máy cưa thì chúng ta chuẩn bị một cây giũa này. Giũa mình là giũa cưa đó. Thì mình mài nhọn một đầu đi. Cây giũa để mình gắn vào xo nồi á, mình dùng luôn để mình tháo. Thì chúng ta muốn tháo, chúng ta đặt cái này vô cái rãnh ở trong cái bít tông, nó có cái rãnh này, có cái khía nhỏ đó. Thì chúng ta đặt vô đấy, chúng ta bẩy vô đây, đặt vô, ta lại vô đây, đặt vô một tay, chúng ta giữ đây nè, giữ đây. Nó rất là cứng hơn, rất là cẩn thận, nó chọc vào tay đó. Thì nó bật ra cái tay mình giữ, cái là mình giữ trong tay mình luôn, nó không có bị răng ra ngoài đó. Đó, cái phe đây là phe rin của nó, phe rin của máy này nó như thế này. Thì phe lô thì nó có hai loại phe. Phe lô thì có cái loại phe này và loại này của AIB, thì nó có loại này đó. Thì chắc chốc nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắn từng loại phe. Cái này tháo ra thì cũng dễ thôi, mình đặt cho mình bật ra. Và bây giờ chúng ta còn tháo bít tông ra. Ta dùng vít nhỏ nó đóng. Đó, chúng ta đóng ắc ra ngoài. Đó, trái bít tông mình tháo rồi ha. Thì bên này nó còn một cái phe nữa. Thì nếu mà mình thay bít tông thì mình phải gắn thôi, còn không thì mình khỏi gắn, khỏi tháo được. Bây giờ mình tháo ra để mình hướng dẫn cho các bạn cách gắn vô luôn ha. Đó, mình tháo ra này. Đó. Thì trước khi gắn vô, các bạn kiểm tra cái phe con nó có bị cong veo, nó phải tròn ha. Tròn và độ mở của nó lớn hơn cái lỗ đó một tí, cái lỗ để cài này, đây là cái lỗ này, cái độ mở của phe nó phải lớn hơn một chút xíu. Đó. Ta dùng cái kìm nhọn này, ta bấm sao cho nó lớn lên, nó đều lên, nó phải tròn ha. Nó tròn chứ nó đừng có chỗ móp méo là phe nó sẽ bị xúc ha. Nên nó phải tròn. Đó. Nó tròn xong thì chúng ta muốn gắn cho, chúng ta làm như sau. Nó có rất nhiều cách gắn, tùy mỗi người sử dụng cách nào thì cách của mình hay xài là an toàn, ít khi bị đẩy, ít khi bị xúc phe. Thì mình dùng một cái tip mở nam sen á, tip mở buri, cái đầu mở nam sen á, chúng ta lại vô, thấy không, ta dùng cái thế này, ta lại vô đi vào từ từ ha. Đó, một tay ta giữ đây, cái này lại cho nó giữ lại ha. Đó, nó đi vào, đó nó nhảy vào ha. Nhảy vào thì ta lấy cái kìm mỏ nhọn, ta xoay xoay mấy cái, ấn nó ra cho nó đều. Và sau khi gắn xong, ta kiểm tra phe qua nó có cứng không. Chúng ta dùng cái rũa nhọn này, chúng ta xoay đây. Đó, cứng ha. Đó, ta xoay đi xoay lại mà cái phe nó không có xoay được là phe cứng. Và nhìn ở đây là nó không có bị móp méo là được ha. Nhìn trong cái lỗ này nó không bị móp méo phe. Cứng. Đó là đạt yêu cầu. Xong gắn bên này xong, mình sẽ hướng dẫn gắn tiếp bên này. Khi gắn thì các bạn nên gắn cái hạt gô của cái bít tông nó nằm về cái bình xăng. Hạt gô của bít tông nằm về bình xăng. Cái bên này đó, nó có mũi tên ra này, nằm về bô. Thì cái gắn của mình thôi, chúng ta còn gắn vô thôi. Đặt bít tông vô ngay vô cái lỗ cái đạn ắc, cái ắc này. Đó, này vô. Gõ nhẹ nhẹ, xoay gõ nhẹ nhẹ cho nó vô. Đó. Ấn cho nó xuống hết. Các bạn gắn bằng phe này thì các bạn cũng kiểm tra coi phe nó có bị cong không, cong vinh gì không để kiểm tra.
Thì các bạn muốn gắn bằng cái phe này của Bitong AIB. Thì chúng ta cũng đặt một đầu vào trước. Cho sát lại cho nó dễ. Ta cầm một cái đầu của cái kìm. Ta dùng kìm muốn được. Đó. Đó, ta đặt vô, ta quay cái đầu này cũng phát ra là nó đi vô thôi. Đặt đầu này vô. Vô rãnh một bên trước ha. Ta quay phát. Đó, là nó vô liền. Đó. Vô chúng ta cũng kiểm tra coi nó cứng không. Nó có bị móp méo không. Nếu nó đạt rồi ok. Rồi mình tháo ra mình thử cái khác ha. Ta dùng vít nhọn được hoặc dùng kim lấy ra được, cái phe này nó có cái móc thì người ta dễ lấy hả. Nhưng mà nhược điểm của mấy cái phe nó có móc này các bạn, nhược điểm của nó là dễ bị gãy mấy cái móc này ha. Khi mình xài là cái móc này dễ gãy ra, nó răng lên nó hư bít tông nó, nên đa số là người ta xài phe rin, phe không có móc thì nó an toàn hơn. Còn mấy cái phe có móc nhất là cái phe này hay gãy nhất, cho đến cái phe này. Nếu như các bạn xài phe này, các bạn nên cắt ngắn cái móc nó đi. Mình cắt ngắn nó đi đừng để nó dài quá. Ví dụ mình lỡ có cái phe này thôi, không có cái phe nào thì các bạn cắt ngắn nó đi. Đó, các bạn dùng kìm bạn bấm nó đi. Đó, ngắn xuống thì cái độ an toàn nó sẽ cao hơn. Nếu không là nó rất dễ bị gãy, gãy ra nó hư bảo bê tông. Thì cái này gắn vô thì mình cũng dùng như vậy. Đó, dùng kìm mình quay, hoặc là các bạn cũng gắn theo kiểu dùng bằng tít. Đầu rớt đây rồi. Ta đặt nó vào đây đây. Đầu tít đẩy nó vô một bên, nó xoay, đầu tít nó xoay. Đó. Một tay mình giữ, tay này mình giữ, tay này mình lấy thế mình xoay. Đó. Rồi ta tháo ra tiếp. Đó, phenol để cái độ co giãn nó không có chuẩn. Nó rất dễ bị hư, cái phenol này dễ bị hư lắm. Rồi cái phe rin bóp đều ra. Bóp cho nó tròn. Nó bị móp á. Nó tháo là nó hay bị móp. Đó, cái phe nó tròn á. Chúng ta đặt vô một đầu. Đầu này nó vô này đó, ta đẩy nó vô một bên. Ta dùng cái này tiếp này. Ta đẩy tiếp ha. Quay ha. Quay cái tay này ấn nhẹ vô. Quay được. Nhô lên tí ấn nó xuống. Đó. Ok xoay lại. Okay. Xoay thử coi cứ ngắt. Đó thì cái này phe này các bạn gắn theo kiểu này thì nó ít bị xúc phe hơn, răng phe. Còn cũng có nhiều người gắn theo kiểu này ha. Gắn kiểu này là rất là dễ bị răng phe. Đây, mình bóp lại cái phe các bạn thấy. Hiện tượng răng phe là do phe nó bị lỏng á, nó xoay phe thì nó không có độ bóp, nó lỏng dài, nó cái ắc nó cứ thúc vô. Thúng vô xong là nó lỏng, nó răng ra. Thì nhiều người không xoay như mình mà ấn ngay từ đầu ha. Mình là mình gà ngay từ phía thế này, xong mình đi dần dần lên đây. Nhiều người bóp ngay từ đây. Đó, thì nó rất là răng phe, nó cũng vô này. Đó, đầu người ta ấn vô. Hoặc là nhiều người dùng kìm bóp nó vô, rồi nó nhét nó lại. Thì những cái cách đó thì nó rất là dễ bị răng phe ha. Còn các bạn gắn theo cách của mình thì rất là khó răng được. Hiếm. Trường hợp tỷ lệ răng rất là ít. Tại vì cái phe nó vừa tròn, nó vừa cứng, nó không có xoay, thì cái độ răng của nó ít. Trừ khi cái rãnh các bạn gắn theo cái tông cũ thì các bạn nên kiểm tra cái rãnh kẻ phe này. Trong này có rãnh kẻ phe, nó có bị hoen ra không? Nó lỏng ra không? Nếu nó lỏng ra là không xài được. Nó phải còn bóp, còn đều thì mình gắn phe vô nó mới chắc.
Còn nếu như mà nó bị hoen rồi á, mà các bạn tiếc á, tiếc các bạn không bỏ đi mà các bạn để các bạn xài á, thì nó sẽ răng phe ra, mà nó răng phe thì nó phá hư cả bao bít tông, hư cả nòng luôn, rất là nó còn thảm họa hơn là mình đi mua cái trái bít tông khác. À, mình tiết kiệm nhưng mà cuối cùng nó không có tiết kiệm, nó phá hư cái nòng luôn. À, rồi video của mình đến đây kết thúc. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.